kiến giật khoe màu đua sắc tươi, cành hoa hé nở tỏ như cười. Xuân về cảnh đẹp càng thêm vẻ. Để tiếp tục chương trình đến phần viên giảng giáo lý Phật giáo Hội Thảo hôm nay, xin được kính mời bà Phùng Thị Ngọc Lê giáo lý trung ương đến diễn đàn để giải diễn sáu câu mau thức tỉnh tu thân cảm dễ đến tội rồi với mối muộn màng chi cho bằng ta sớm lo con nhìn giới lực khen kinh trọng Phật đến lâu luôn quả thành đau mất tổ tây phương cho Phật về trời. Xin kính mời đã thấy bà đến lễ đài để kính lễ thầy để đã thấy chú cảm nhận những việc như nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa giáo lý viên Phan Chí Tăng làm bài giảng các chương trình hôm nay. Kính thưa ông Quy Ngọc Phước là thành viên Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Kiên Giang. Kính thưa ông Võ Văn Hạnh là trưởng ban trụ sở giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hạnh Phước. Kính thưa ban trụ sở giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hạnh Phước. Kính thưa quý ban trị sự các xã phường thị trấn lân cận, kính thưa quý tổ ông, kính thưa quý tổ bà, kính thưa quý cô bác cùng toàn thể anh chị em đồng đạo về tham dự chương trình thuyết giảng hôm nay kính mến. Thưa quý vị, hôm nay mà nhân ngày 14 tháng 9 năm Nhâm Dần thì chúng tôi cũng như giáo lý viên Phan Chí Tăng rất là hân hạnh được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương hôm nay cho hai giáo lý viên chúng ta được trở về nơi diễn đàn tham yêu này để được cùng với đoàn đại chúng ta có một cái buổi họp mặt để chia sẻ qua giáo lý siêu thượng của Đức Thầy. Thì thưa đồng đạo, hôm nay trở về đây chúng ta cảm thấy rất sức là vui mừng và vô cùng quý tín. Hôm nay ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hạnh Phước tổ chức cái chương trình thuyết giảng định kỳ hàng tháng để sĩ dương chánh pháp của Đức Thầy mà được quý cô bác đồng đạo gần xa trở về tham dự rất đông như thế này thì đã chứng tỏ một cái tinh thần thương thầy lo đạo rất cao của toàn thể của đồng đạo. Chạy đứng trước xung cảnh trang nghiêm với thận tình cao cả của toàn thể quý cô bác đồng đạo, lời đón đầu tiên chúng tôi xin được kính đánh toàn thể lời thăm hỏi sức khỏe, lời hân hoan chào mừng cùng lời chúc phúc tốt đẹp an lành nhất. Thưa quý đồng đạo, hình như chúng ta đều biết đối với giáo lý là linh hồn của đạo, là nửa sống của các giới tu hành. Thế nên muốn đạo mình được sống còn mãi mãi thì cái nhiệm vụ phổ truyền chánh pháp, đây là cái nhiệm vụ mà con trai tín đồ chúng ta phải hoàn thành gắn với đồng đạo. Và chúng ta từng bảo là tầm sức nhỏ còn làm nên kém, người không lo có hạn hay chăng, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân về đạo thì cùng nhau truyền bá tin lành, làm cho đời hiểu rõ thân danh công đức Phật từ bi vô lượng. Thế nên đạo có phát triển hay không thì đòi hỏi mỗi đồng đạo chúng ta phải ý thức được cái vai trò, cái trách nhiệm làm sao để vun vén đạo thầy. Và bên cạnh đó thì cái sự nấu về giáo lý, nói lại món ăn tinh thần mà mỗi đồng đạo chúng ta lúc nào ngày ngày chúng ta phải vun nạp để cho cái cơ thể cũng như cái tinh thần đạo đức của chúng ta ngày nó càng phát triển để đi đúng với cái con đường mà giáo lý của thầy đã dạy để chúng ta đi đến chỗ đắc đạo. Thầy chúng ta từng bảo là tay chúng viết ra giảng kệ phiên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời cái có mờ hồ tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Thế nên hôm nay quý đồng đạo thấy mình đến đây để chúng ta tham dự chương trình thuyết giảng, cái thứ nhất là chúng ta phải đền ơn thầy tổ, cái thứ hai là để chúng ta làm cho cái tinh thần Phật pháp của chúng ta càng ngày nó càng phát triển, và đây cũng là chúng ta tạo được cái phước lành vô lượng của mọi chúng ta. Thế nên quý đồng đạo thấy rằng đó là cái việc mà chúng ta đi dự thuyết giảng thì đây là một cái vấn đề mình thấy thì nó tầm thường, nhưng mà sau khi chúng ta xét đi nghĩ lại thì nó mang đến cái lợi ích rất lớn của đồng đạo. Thì thôi thì dài lời nói đầu trong cái buổi đầu của hôm nay, giờ đây để trở lại với phận sự thì theo sự phân công thì trong giờ này chúng ta sẽ cùng nhau để mình tìm hiểu ý nghĩa qua sáu câu dạy của Đức Thầy. Tôi xin ngôn ngữ để tiện. Thưa quý đồng đạo, như chúng ta đã biết đời sống trong cõi ta là chúng ta đang sống trong một cái biển khổ của đồng đạo, mà chỉ có cái cõi niết bàn, cái cực lạc
đó mới là cái chân trời an vui hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta mà thôi. Mà chúng ta từng bảo là ta mà khổ, ta mà lãnh khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảm thanh nên xem báo nặng mùi, nào ai rõ cái vui triệt đắng. Tôi có đồng đạo, cái cõi đời này là một cái biển khổ, nhưng mà ít có ai biết được. Người ta nghĩ rằng cái cuộc sống ở đây mới là vui lắm, là hạnh phúc, là trường tồn. Vì vậy mà có rất nhiều người cứ mãi mê man trong cái dục lạc thế trần, mà ít tìm đến cái con đường tu tập để giải thoát. Vì vậy mà Đức Phật cũng như Đức Thầy nhìn thấy chúng sanh mê muội mà trầm luân trong cái biển khổ. Vì vậy mà các ngài lúc nào cũng dậu giả lâm phàm để mà đánh thức chúng sanh làm sao tu tập để thoát khổ. Nhất là quý đồng đạo thấy cái thời kỳ hôm nay, mình nhìn đi, quý đồng đạo lại nhìn cho kỹ đi, thì cái sự khổ càng ngày nó càng siết chặt, không quý đồng đạo. Thầy chúng ta từng bảo là hạnh quân lao khổ lắm ôi, tu sao mới được qua khỏi trong ra. Và ngài từng bảo đó là cả kêu dân chúng hỏi ông, sao ông thức tỉnh diệt đời gần vơn, khổ nào đi đến như tôm ráng lo tu niệm, tìm lần vinh quang. Chúng ta thấy rằng đó là Đức Phật thì thấy chúng ta khổ, Đức Phật Đức Thầy rất thương, nhưng mà các ngài chỉ là lâm phàm để làm sao chỉ lối đưa được cho chúng ta tu tập thì chúng ta mới hết khổ. Cho các ngài giàu lòng từ bi vô lượng đi chăng nữa mà cũng không có cách nào để đem chúng ta về cái cõi Phật được hết, mà chỉ dạy cái phương pháp tu tập như thế nào để mà chúng ta về cái cảnh khổ mà chúng ta về cái cảnh an vui mới được. Còn nếu chúng ta không chỉ tu tập thì Phật Thầy cũng bó tay thôi. Với đồng đạo, với đồng đạo mình nhớ ngày xưa có một vị thanh niên đến để hỏi Phật, mà Đức Thế Tôn tại sao ngài ra đầy lòng từ bi chuyết lại của ngài siêu phàm thần thông của ngài quảng đại, tại sao ngài không dùng thần thông để đưa hết chúng sanh về cái cõi Phật đi, để cho họ được an vui, họ được hạnh phúc, họ không còn khổ? Tại sao thế gian này ngài còn để nhiều người phải chịu khổ quá nhiều vậy? Thì sao cái đồng đạo, lúc bây giờ Đức Phật nói có bốn điều mà như lai không thể làm được. Bốn điều như lai không thể làm được, cái điều thứ nhất là gì? Đối với nhân của cảnh biệt táo, Như Lai không thể nào thay đổi được cái nhân quả miệng táo, mà cái người nào gieo cái nhân gì thì cái người đó phải gặp lấy cái quả đó mà thôi. Cái thứ hai là đối với trí huệ, Như Lai mặc dầu trí huệ vô biên nhưng mà Như Lai không thể ban trí huệ cho ai được. Người nào muốn có trí huệ cái người đó phải tự học tự rèn. Cái thứ ba là đối với nhân duyên thì Phật chỉ độ được những ai có duyên lành mà thôi, còn những người không duyên thì Phật không thể độ được. Và cái thứ tư là tận cùng của diệu pháp, thì Như Lai không thể nào dùng ngôn ngữ mà diễn đạt hết tận cùng của diệu pháp, mà chỉ có người nào thực tu thực chứng mới hiểu được tận cùng của diệu pháp mà thôi. Thì qua cái đoạn văn này cũng như là cái câu chuyện này thì với đồng đạo chúng ta sẽ thấy rằng chị thanh niên kia thắc mắc là sao Đức Phật đầy lòng từ bi mà không dùng thần thông để đưa chúng sanh về cái cõi Phật, để khi họ khổ vậy thì Đức Phật nói thứ nhất là với đồng đạo thấy không, bởi vì chúng sanh đã gây cái nghiệp ác rồi thì chúng sanh phải lấy cái hậu quả đó thôi, không thể nào Phật thay đổi được cái nhân quả. Vì vậy hôm nay Đức Phật muốn cứu khổ chúng sanh thì Đức Phật đưa ra cái phương pháp tu tập như thế nào để chúng ta ngăn chặn bớt đi những cái ác nghiệp. Mà chúng ta tu tập, chúng ta làm lành đánh dữ, chúng ta ngăn chặn hết những cái ác nghiệp đó thì chúng ta không còn nghiệp nữa, thì chúng ta mới giải thoát luân hồi sanh tử được với đồng đạo. Chính vì vậy mà cái hòa đạo của Đức Phật là nước biển chỉ có vị mạnh đạo Phật, chỉ có con đường giải thoát. Hôm nay Đức Thầy chúng ta ra đời cũng vậy, ngài từng bảo là tỏ ít câu cầu chúc cho đời mong bá tánh dạng chân giải thoát, mà muốn cho mọi người giải thoát thì tất cả chúng ta đã bước vào cái ngưỡng cửa tu tập thực hành theo giáo lý, thì cuối cùng chúng ta mới đi đến cái con đường giải thoát an lạc. Chính vì tầm quan trọng đó mà trong sấm giảng nguyễn năm, Đức Thầy chúng ta đã sáng tác vào năm Tân Tị 1941 tại nhà thương chợ quán Sài Gòn dài 776 câu. Thì trong đây Đức Thầy đã gửi gắm cho tín đồ cái thông điệp rất là quan trọng qua sáu câu giảng, đó là mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tận trời mới hốt muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo công gìn giới luật, nghe kinh được trạng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất cẩu tây phương, chư Phật đợi chờ. Thì sáu câu giảng này ý nghĩa như thế nào thì giờ đây chúng ta cần được để chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Thầy bảo mau thức tỉnh tu thân chậu trẻ, thì thức tỉnh là chúng ta thức tỉnh những gì, và trẻ đây là trẻ những gì, thưa quý đồng đạo. Và tu thân phải như thế nào để không thôi là chúng ta sẽ bị trẻ. Đồng thời đó là thầy chúng ta bảo mau thức tỉnh tu thân chậu trẻ, đến tạo rồi nó hối muộn màng lấy ra sao, đồng thời dừng giới luật, nghe kinh trọng Phật phải như thế nào.
nếu được như vậy rồi đến năm chung quả lành đâu mắt cậu Tây Phương chư Phật lại giờ. Thì những ý này ra làm sao thì giờ đây chúng ta sẽ làm được, sẽ triển khai tịnh Phật. Thưa quý đồng đạo, thì với cái câu nào mới vô thì chúng ta nghe cái thầy nói là mau thức tỉnh tu thân trở về. Thế cái từ mau, mau là gì? Mau đây là cái lần thấu thúc, dục thúc, phải nhanh lên, phải lẹ lên, không có được trì quẩn. Mau mau kiếp kiếp chim cầm, chúng sanh còn có lạc thân hội này. Thả thiền từ bến giác năng niêu, kẻ hiểu đạo, mau mau bước xuống. Hay là mau chân bước đến long qua hội chầu Phật, hoài vui, tội đại đồng. Thưa quý đồng đạo, Đức Thầy dục thúc chúng ta phải mau rất nhiều. Bởi vì sao quý đồng đạo? Chúng sanh thì hay có cái tật đó là hay trì quẩn. Hai chúng ta muốn tu á, tu hành mà mãi năng niêu, sợ ta gạt lắm cũng kỳ cho dân. Tu mà thì hẹn hoài thằng quý đồng đạo. Phiên niệm Phật thì than rằng chẳng chẳng. Hay là phiên tu thì sao? Thầy nói là phiên tu hành hao sức tổn hơi, nhưng mà ít có ai chịu nghĩ đến cái con đường tu tập. Cứ hẹn hoài thằng quý đồng đạo à. Về dạy chúng ta thấy không? Khi còn nhỏ phiên tu thì sao? Nói tôi còn trẻ quá à, tôi tu đó để thấp ổn quá. Để lớn chút đi, có gia đình rồi, có vợ, có chồng gì đó, tình đó tu nó mới vững. Cái tới có vợ, có chồng rồi thì nó chưa có con, để sanh con, để cháu ra đi rồi hả tu. Tới chừng sanh con, để cháu ra, cái cũng cứ hẹn làm hẹn lựa nữa. Nói đợi khi nào là con cháu là cho nó ăn học thành tài, cứ gả xong hết đi rồi hả tu. Nhưng mà lây quay thì tới con cháu gả hết rồi, cho ăn học thành tài hết rồi, cái phiên tu cũng hẹn nữa. Nói bây giờ nhìn lại thì sao? Thấy già quá rồi, phải chi còn trẻ tu cho nó dễ. Thằng già quá rồi, ăn chay cũng lại làm từ tiền nó cũng khó. Thì chúng ta cứ hẹn làm hẹn lượng mãi thì sao với đồng đạo? Phật cũng phải bó tay với mình thôi. Vậy vậy thầy nhắc chúng ta là phải mau phải lẹ, tu thì phải tu liền, không có được kỳ quẩn với đồng đạo. Chúng ta hay có cái tật đó lắm. Thì vì vậy mà thầy kêu chúng ta mau phải làm gì nè? Mau thức tỉnh. Thì thức tỉnh là gì với đồng đạo? Thức tỉnh có nghĩa là chúng ta phải nhận biết cho nó rõ ràng những cái gì nó đúng như thật thì gọi là thức tỉnh. Thức tỉnh có nghĩa là chúng ta phải hiểu biết một cách đúng như thật về chân lý. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu cái cuộc đời này nó vô thường, nó tạm giả, nó khổ đau. Chúng ta phải hiểu rằng đó là kiếp sống chúng ta đây không phải chúng ta phải chết. Và chúng ta phải hiểu được nhân quả nghiệp báo, chúng ta phải hiểu được cái thời cơ nó đến như thế nào. Và phải hiểu được cái con đường tu tập, phải biết được cái con đường về Phật, về cực lạc Niết Bàn mới là ở thở. Và chúng ta phải hiểu được những cái điều đó, tức là chúng ta phải thức tỉnh với đồng đạo. Thì đối với cô bác anh chị em nói về cái từ thức tỉnh, thì cái thầy chúng ta cũng đã cho biết cách là nhiều về cái từ thức tỉnh này. Thầy chúng ta nói như thế nào với đồng đạo? Cả kêu dân chúng hỏi tôi sao không thức tỉnh, việc đời gần bên. Hay là thầy cũng hỏi chúng ta đó là nói về cái từ thức tỉnh là phải nhắc rất nhiều trong giáo lý. Thì mình thứ nhất là chúng ta thức tỉnh những gì, thì cái đồng đạo mình muốn biết mình thức tỉnh những gì, cái đồng đạo chúng ta học trước đó hai câu giảng thì chúng ta sẽ thấy Đức Thầy muốn thức tỉnh chúng ta. Trước đó Đức Thầy chúng ta từng nói là chúng ta bà tiên luận dầu mòn thâm tứ đại của người cũng thấu. Và Đức Thầy chúng ta mới bảo là mau thức tỉnh tu thân trở trẻ. Vậy thì Thầy chúng ta nhắc là thứ nhất là chúng ta bà tiên luận dầu mòn. Thưa quý đồng đạo, chúng ta bà là chúng nào? Chúng ta bà tức là cái cõi mà chúng ta đang sống đây nè quý đồng đạo à. Nó giống như cái chiếc đèn vậy đó, tim nó dầu nó sắp hết, tim nó sắp lụn rồi. Thì quý đồng đạo thử hình dung coi, một chiếc đèn mà dầu nó đã hết, tim nó sắp lụn, thì mình thử coi nó còn cháy được bao lâu quý đồng đạo? Có thể tính thời gian đó là tính ngày, tính năm được không? Không được đâu. Cái thời gian đó là ta chỉ tính bằng phút, bằng giây thôi. Vì vậy mà Đức Thầy cũng nói rằng cái cõi đời chúng ta sống đây, tức là Thầy nhắc chúng ta đang sống dạt trong cái cõi lọt kỳ hạn quân hạ rồi cái đồng đạo là. Cái cõi đời này đó là càng ngày nó đi đến chỗ đó là sắp hoại diệt, sắp hư rồi. Cái quả đất của chúng ta mà theo các nhà khoa học cho biết đó là nó đang nằm trong cái giai đoạn đó là nó sắp, nó đi vào cái chỗ đó là nó hư nặng cái đồng đạo. Vì vậy mà chúng ta thấy có những cái câu chuyện mà nó xảy ra mà chúng ta thấy không? Thời tiết nó thay đổi nặng, biến đổi khí hậu, rồi động đất, sóng thần, bão lụt, thiên tai gì chúng ta thấy nó diễn ra khắp nơi. Mà nhất là khi mà cái khí hậu nó thay đổi thì nó sẽ kèm theo đó là cái dịch bệnh rất là nặng nề. Mà cái này chúng ta tình bảo đó là no chiều rồi lại nó mai dương trần sắp dướng bệnh trời tự đây. Chúng ta thấy trải qua cái thời kỳ dịch Covid đó thì mình thấy phải nói là đáng kinh hoàng tất cả hoàn cầu chứ không riêng đất nước Việt Nam chúng ta. Vì vậy mà cái quả địa cầu này nó đang nằm trong cái trạng thái hư nặng, tức là cái này cho biết chúng ta đó là đang sống trong cái thời
kỳ thẳng hơn hảo rồi. Mà mở đầu có vững nhất thì sao đồng đạo? Thầy chúng ta đã cảnh báo, hạng hôm nay đã hết đời, phong ba biến chuyển nổi giờ gia can. Mở đầu cái bài thi văn bài một chút câu quyền thì cái thầy cũng đã cảnh báo, trần thế lợi danh giấc mộng tràn, đời cùng tiên hoặc hạ phàm gian, hỏi ai tâm trí nao tầm đạo, tìm đắm hiền từ cứu thế gian, khắp trăm báo thánh kề cảnh khổ, đạo đức thiện lành kiến thiên ban. Thưa quý đồng đạo, vì vậy mà chúng ta nên nhớ rằng khi mà con người chúng ta sống đây thì chúng ta biết rằng nó là nó trải qua ba cái thời kỳ thượng quan, thời kỳ trung quan và thời kỳ hạ quan. Thượng quan thì nó gồm có thượng quan thượng, thượng quan trung và thượng quan hạ. Trung quan thì nó gồm có trung quan thượng, trung quan trung và trung quan hạ. Và hạ quan thì nó gồm có là hạ quan thượng, hạ quan trung và hạ quan hạ. Và sau khi nó tới cái thời kỳ hạ quan hạ nó kết thúc thì nó sẽ chuyển lại nó là cái thời kỳ thượng quan thượng, cái thời kỳ rất là an vui hạnh phúc. Vì vậy mà thầy chúng ta đã cảnh báo là chúng ta sống đây là sống trong cái thời kỳ hạn quan hạ, nó đã sắp hết rồi thì nó sẽ trải qua những cái chuyện biến thiên khổ hải để trải qua một cái trận lật lừa thử thách để đưa đến cái thời kỳ thượng quan thánh đức an lạc. Vì vậy mà nếu cái thời kỳ này nếu các bạn đồng đạo chúng ta không tu là chúng ta sẽ bị trễ. Trễ cái gì với đồng đạo? Trễ đi cái thời kỳ lập hội liên quan để tuyển chọn thiền phần giữ mắt để bước vào cái thời kỳ thượng quan thánh đức an lạc. Mà thầy chúng ta tình bảo như thế nào với đồng đạo? Lo lo liệu liệu chịu tiếng trần, có một hội này chán là thân, nếu để trễ chài rèn chẳng kịp, khuyên hai chia sớm ráng chuyên tầm. Thưa quý đồng đạo, chúng ta nên nhớ rằng cái mình phải thức tỉnh là mình phải biết cái cuộc đời nó như vậy. Thưa quý đồng đạo, mà chúng ta biết không, mình sống ở đây nó khổ lắm, nhưng mà đi đến cái thời kỳ mà chúng ta có mặt trong cái đại hội lâm qua rồi đó, nếu chúng ta không chịu thức tỉnh lo tu thì cái hội lâm qua khai mở đây là cái cơ hội ngàn vàng, chứ không phải một ngày một bữa mà nó diễn ra là đâu, mà tới 10.000 năm nó mới mở một cái thời kỳ đại hội. Mà đức thầy tình bảo là muôn thu thiên định nhất kỳ, hạ luân xác định khai kỳ trong qua. Quý đồng đạo mà trễ cơ hội này rồi nó là khó tiền lại được lắm, đến 10.000 năm nó mới có một lần mở đại hội. Nên biết rằng cái này đó nó vui dữ lắm, quý đồng đạo ơi, phải ráng tu đi để mà nó trễ rồi nó là ổn dữ lắm. Cái ngày đó được sao quý đồng đạo? Cái ngày đó là Phật tiên thánh an ban cùng định quốc. Cái ngày đó là Long Hoa tiên Phật đáo ta bà, Bồ Đề trụ thánh trà tiên muôn năm cận lạc, Chúa hiền bao chung. Cái ngày đó quý đồng đạo biết không? Thầy chúng ta từng cho biết đó là phải nóng chờ cho cuộc gặp kê, ấy thời đại thánh tiên chỗ mặt, càng nhìn dân lòng tơ xiết chặt, đau khi bằng đau khúc đoạn trường, ước sao mà thuận gió bồn trương, đò bát nhã nước tâu lưng đắng, ngày vui tươi cũng đào lỗ bóng, cớ sao đời còn mãi xa xưa, không tìm thầy đặng hưởng phước thừa, ngày lạc hội ta dưng nhằn quế. Cái ngày đó vui vẻ lắm, cái ngày đó y như là cái cõi cực lạc tại thế gian vậy đó. Có đồng nào là thầy chúng ta tình bảo như thế nào của đồng nào? Mong tạo hóa sắp xong tù cổ điển, đặng nhân sanh kiến cảnh thánh bình hòa, ngõ lời khuyên nhân là khách gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Cái ngày đấy đức thầy chúng ta là vị giáo chủ trong cái thời kỳ ngài chủ trì trong cái đại hội lâm qua đó, là cái người cầm cân thưởng phạt. Mà thầy chúng ta tình bảo là có ngày mở rộng quy khôn, non thần gian chuyển cùng ngồi xử phân, quyền cơ mái tạo xoay dần đồng về Phật cảnh, mười phần xưng tươi thánh tiên vừa nhất miệng cười chúc mừng trần thế có người chân tôn. Mình ráng tu đi để nó trễ cái ngày đó rồi đó. Cái ngày đó là tu nó, mình có mặt trong cái ngày đó chúng ta tu mau đắc đạo lắm. Bởi vì cái ngày chúng ta là khấu thân của Đức Di Lặc ngồi giúp tội long quang, chỉ thiết một chàng pháp thôi là chúng ta nghe là chúng ta sẽ đắc đạo liền à. Bởi vì cái thời kỳ đó là Đức Di Lặc là sẽ độ vô số thiết một chàng pháp để độ vô số ưng căn. Mà chúng ta là cái người tu theo thầy, có nhân duyên với thầy rồi, mà thầy chúng ta ngồi đó thuyết pháp thì cái đồng đạo mình thử hình dung con, chúng ta nghe qua là chúng ta đã bắt pháp hết với đồng đạo đắc đạo liền à. Vì vậy cái thầy nói là để tiếp đến long qua chầu Phật, trước biết rõ được trời thử phạt cùng hữu duyên, nghe Phật pháp nhiệm màu kiếm diện Phật chân sơn, tu hành mau đắc quả. Thế nên quý báu lắm, với đồng đạo mình phải ráng nha. Và đặc biệt nếu chúng ta có được mặt trong hội long qua rồi, chúng ta sẽ bước vào sống cái thời kỳ thủ mơ thánh đức. Thì cái thời kỳ thượng quan thánh đức này là toàn là tiếp nhận những cái con người hiền, những cái bởi vì sao cái đồng đạo, cái người nào sống tốt đẹp
đẹp được thì chúng ta mới có mặt trong cái thời kỳ đó. Còn nếu con người mà không tu thì sao có đồng đạo, trễ mắt với đồng đạo. Bởi vì các cái ngày đó, cái thời kỳ thượng quân thánh đức, cái người gian tà thì sao sẽ bị cái luật của tạo quá đào thải cho hết, không còn ứng hợp để sống trong cái thời kỳ đó. Vì vậy mà chúng ta hồn sát thì tiêu hồn tiêu sát hết. Thế nên Đức Thầy nhắc là gian tà hồn sát cũng tiêu, thẳng thương bá tánh chính chiều ruột đau. Thầy chúng ta cũng từng bảo nếu phải mê man ngồi tục lệ, linh hồn chìm đắm chốn nơi hàng, lòng thầy chua xót ruột thầy đau, nghe được lời khuyên tỉnh giấy nào. Này đó mà thời kỳ đó mà chúng ta nếu chạy mắt mà không tu đó, không có gì sống được cái thời kỳ thượng quân thánh đức thì quá sức là muộn màng, quá sức là trễ với đồng đạo. Bởi vì sao? Tới chừng đó mà chúng ta không còn hồn xác gì nữa thì làm sao chúng ta tu? Mà thầy chúng ta từng bảo là chớ mong kiếm thử ẩm hàng, 10.000 năm đẻ cửa nhà đâu con, ta nhắc lại héo dôn cho trẻ, cứ đau lưng đừng rẽ đừng chia. Thì đó là thứ nhất là chúng ta muốn nhắc đến thầy kêu chúng ta thức tỉnh cái cuộc đời, để mà ý thức rằng cái cuộc đời này sắp đi đến cái chỗ là phải diệt, để bước sang cái thời kỳ thượng quân thánh đức là khẩu lâm qua. Tiếp đến là thầy chúng ta cũng nhắc cái câu thứ hai, đó là mình nói có bằng đó thì nó còn hơi xa ha, nhưng mà thì thầy nhắc đó là chốn ta và thiên lượng dầu mòn và thân tứ đại của người phụ thế. Nếu chúng ta không tu thì sao có đồng đạo? Cái thân tứ đại của chúng ta nó không có bền chắc với đồng đạo. Nếu chúng ta mà cứ lo hẹn lần hẹn lựa mãi thì lay quay nó vô thường, nó chật lớn rồi thì lúc bây giờ chúng ta đã trễ mắt với đồng đạo. Một mai đến số vô thường, công kia giới tạo có lường kịp chăng, khuyên niệm Phật than rằng chẳng rảnh lúc bắt hồn, mất việc cũng phải đi. Thưa với đồng đạo, chúng ta thấy rằng đó lay quay hết một ngày, lạc bạc hết một năm, thoáng chốc chúng ta đã hết một kiếp làm người. Mà hết một kiếp làm người mà không có tu tập mới đến đâu hết thì nó rất khổ với đồng đạo. Nên cô bác chúng ta phải ráng mình phải tu như thế nào trong từng cái hơi thở. Đức Phật từng bảo là giàu sống 100 năm mà lười nhác không tinh tấn không bằng sống 1 ngày tinh tấn tạm sức mình. Hay là giàu sống 100 năm ác giới không thiền định chẳng bằng sống 1 ngày trì giới tu thiền định. Nên quý đồng đạo nên nhớ sống không cần sống lâu, mà chúng ta sống ngày nào chúng ta sống tốt trong cái ngày ấy, sống ngày nào chúng ta ráng tu tập trong cái ngày ấy, như thế là đủ rồi của thành đạt. Nên quý cô bác chúng ta thấy rằng thật ra mình thấy cái kiếp người mình tưởng đâu mình sống ở đây nó dai lắm, nhưng mà ra người xưa từng bảo là 60 năm cuộc đời. Nhưng mà quý đồng đạo mình ngồi ở đây coi, quý cô chú mình mà trên 60 năm á, ở đây chắc cũng có nhiều người trên 60 tuổi lắm rồi phải không? Có nghĩa là cái cuộc đời chúng ta nó đã còn lại đó là trên 60, là những cái ngày sống của chúng ta đó là thượng đế cho thiên không đồng đạo, cái ngày sống thừa không đó. Thế nên cái đồng đạo mình cố gắng, nhưng mà mình nấu 60 năm chứ thật ra cái thời kỳ này thì sao? Thầy chúng ta tình bảo là đời hạn hơn hay chết tuổi xanh. Quý đồng đạo thấy biết bao nhiêu tuổi trẻ đầu xanh đã qua đời. Nhất là thầy chúng ta tình bảo con người ngoan hạ bấy nhiêu hơi, đạo đức trao dồi chớ có dơ. Thưa quý đồng đạo, hơi thở này thở ra hết vào không được là chúng ta đã hết một kiếp làm người rồi. Thế nên mình phải ý thức, phải thức tỉnh cái cuộc đời của chúng ta nó ngắn ngủi lắm quý đồng đạo à. Thầy chúng ta cũng đã tình bảo là nếu chẳng lo cũng như lau á, lá úa vàng nó dụng người ông. Thưa quý đồng đạo, có lắm khi đó bình thường chuyên tu hành cái mình cứ than hoài, nhưng mà đến khi mình mang cái cơn bệnh thập tử nhất sanh, bây giờ quý đồng đạo muốn đi làm từ thiện nè, muốn niệm Phật nè, muốn ăn chay thì lúc bây giờ không kịp nữa quý đồng đạo. Thế nên mong rằng quý cô bác đồng đạo chúng ta phải nhớ rằng đó là phải ráng lo tu để nó kịp cái số vô thường, phải ý thức cái cuộc đời này nó giả tạm quý đồng đạo à. Quý cô bác anh chị em mình đang ngồi đây nói thiệt nha, mình đang chờ tài không, hãy tài nó lớn người nào người nó phải ra đây thôi. Chúng ta thấy rằng cái video nè, cái điện thoại nè, người ta còn có bảo hành cho mình, nhưng mà cái thân con người của mình có ai bảo hành không quý đồng đạo? Không có ai bảo hành hết trơn á. Diêm Vương chủ định tam căn tử bất định lưu nhân đó ngũ căn. Diêm Vương không quyết định người nào căn ba chết là phải căn ba chết, không thể hẹn người đánh căn năm. Thế nên thầy chúng ta bảo chúng ta là phải cố gắng mau thức tỉnh tu thân tự trẻ. Vậy vậy mà chúng ta muốn nhắc lại là chúng ta phải thức tỉnh cuộc đời và thức tỉnh cái kiếp sống con người của chúng ta. Nếu không thì chúng ta sẽ trễ mắt cái số vô thường ở đó, mình trở tay không kịp với đồng đạo ạ. Bây giờ hãy khỏi đi cái sự trễ nải đó thì chúng ta phải làm sao? Bắt buộc mỗi đồng đạo chúng ta phải tu thân thôi. Nếu chúng ta không tu thân thì chúng ta sẽ trễ mắt với đồng đạo. Thưa quý cô bác anh chị em, vậy thì thầy nói chúng ta tu thân, thầy nói về cái từ ngữ tu thân đó thì cái thầy mình nhắc cũng rất nhiều trong giáo lý.
phù sanh nguyện mạng đời lao khổ, tỉnh trí tu thân khỏi lạc lầm, tu lầm đạo. Thì chúng ta thấy là tu thân là sao? Tu thân có nghĩa là sửa mình của đồng đạo à. Nhưng mà gắn trí kiêu gian, người ôi thức tỉnh lắm nàng tu thân, thì cái tu thân có nghĩa là sửa mình cho nó trong sạch, sửa mình cho nó tốt đẹp. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đó là cái con người mà chúng ta không biết sửa mình, không biết tu thân thì không thể nào có giá trị trong cái đời sống. Và cái xã hội mà con người không biết tu thân thì xã hội sẽ rối ren, không bao giờ an lạc, không bao giờ thanh tịnh được. Chính vì vậy mà ngày xưa Đức Khổng Tử đã từng dạy: dục bình thiên hạ tiên trị kỳ bất, dục trị kỳ bất tiên về kỳ gia, dục về kỳ gia tiên tu kỳ thân. Có nghĩa là tu thân mới về gia, mới kỳ bất, mới bình thiên hạ. Hay Đức Khổng Tử đã từng bảo là tự thiên tử dị chí ư hướng dân, nhất thị gia dữ tu thân chi bổn. Có nghĩa là từ hàng vua quan cho đến hướng dân đều phải lấy sự tu thân làm gốc. Thế nên mỗi con người chúng ta đầu ai đi chăng nữa, vua đi chăng nữa, quan đi chăng nữa, một người chăng bình thường cũng phải tu thân với đồng đạo. Nếu chúng ta không biết tu thì không bao giờ chúng ta có giá trị trong cái cuộc sống. Nhưng mà ngày nay nói đến cái chữ tu thì sao? Nói đến chữ tu cái người ta sợ lắm, nghe nói đến tu cái người ta nghĩ rằng tu là phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con gì đó. Rồi nghe nói đến chữ tu người ta ngán ngại lắm. Không rồi mà chúng tôi có đi qua cái lớp học của Phú Thọ đó, các bạn biết không? Em mấy em học viên mà đến tham dự lớp học đó, ban tổ chức đi đến mà mời vận động đến đây học đạo. Cái mấy em này nói thôi đi, không có dám tu đâu. Đi đến tu đây người ta bắt mình ta cạo đầu hết trơn, nó chết nữa. Ta không có dám tu với đồng đạo. Mình thấy rằng cái chữ tu này là một cái điều kiện mà không ai có thể thiếu được trong cái đời sống hàng ngày. Vậy thì hôm nay với đồng đạo coi cho mình tu hăng thì là làm sao chúng ta phải biết rằng đây là cái bổn phận, cái trách nhiệm phải là một con người thì phải tu thân với đồng đạo. Đừng bao giờ nghĩ rằng chữ tu như thể là thờ mà không nhớ đến cặn kề tiên ban. Vì vậy hôm nay cái người tu thân là phải làm sao? Tu thân là với đồng đạo phải sửa trên hai phương diện. Cái phương diện thứ nhất là chúng ta tu thân xử kỹ, là làm sao thân của mình là phải xử cho nó đẹp để chúng ta dứt trừ vừa cái điều ác. Thứ hai là tu thân xử thế, là làm sao chúng ta đón nhân xử thế cho nó hoàn hảo, tức là chúng ta phải đền trả tứ đại khổng năng. Vì vậy con người tu thân mà chúng ta tu cho nó tròn cái nhân đạo, mà hãy chúng ta tình bảo muốn làm tròn nhân đạo phải giữ quyền tứ anh, nhưng trước hết phải tránh tăng nghiệp và trừ tập ác, cũng như muốn làm giàu phải tránh đừng có lúc nào. Thì hôm nay với đồng đạo mình kiểm tra lại coi hôm nay chúng con mà bàn đến cái chỗ này chắc với đồng đạo mình đã xong hết rồi. Nói về tu thân với đồng đạo chắc đã là chúng ta đã đạt được cái chuẩn mực này rồi. Thì đầu tiên nhất là tu thân xử kỹ là làm sao chúng ta phải diệt trừ mười điều ác. Thì thứ nhất là đối với cái thân nó thường sinh ra ba cái điều ác là sát sanh nè, tạo tạc, tà dâm. Với đồng đạo mình nghĩ coi mình có còn không, hay nếu còn thì chúng ta sửa. Còn nếu chúng ta mà không sửa rồi đó thì cái nghiệp ác này nó sẽ lâu kéo chúng ta vào cái con đường luân hồi sinh tử, hoặc không nợ chúng ta được đâu cái đồng đạo à. Rồi bây giờ mình tu rồi mình kiểm tra lại coi cái khẩu của mình nè, còn lưỡng thì ỷ ngôn ác khẩu giọng ngữ không, còn không với đồng đạo tu mấy chục năm mình kiểm tra có còn không. Thật ra nó mình nói thiệt với nhau nghe, thầy chúng ta đã từng cho biết là thầy xét trong tam nghiệp các trò còn mang nặng lắm, trên đường tu nâng cao tam nghiệp thì khổ não lắm, chúng tăng tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Vì vậy mà thầy còn cho biết là nhưng thầy xét lại khổ nghiệp các trò nặng nề hơn. Thưa quý cô bác anh chị em, thật ra trên cái con đường tu, nếu có đồng đạo nào mà tu mà làm cái nghiệp khổ của chúng ta nó trong sạch rồi đó, coi như chúng ta đã đi được 2/3 cái con đường tu tập. Mà Đức Khổng Tử từng dạy là lập thân chi yếu, ngôn hạnh chi tiên, trên cái đường lập thân giữ cái lời nói là thích nhất. Thầy chúng ta cũng từng bảo là ngôn từ đạo hạnh ý thầy tiên, hạnh đức ăn cần tránh tập chi. Thế nên quý đồng đạo nhớ nhà mình tu, đừng bao giờ tấu nhài thị phi, đâm về hấp thật về gạo, nói thêm nói bớt, nói chay nói lầy, nói tục nói tiểu. Thì đó là những cái lời nói đó nó sẽ phạm vào cái ác nghiệp, làm cho chúng ta sẽ bào mòn hết những cái phúc đức của mình. Lắm khi với đồng đạo thấy ông đi dựng cái chảng nè, đi niệm Phật nè, đi nấu cơm nấu cháo, nhưng thật ra nếu chúng ta không khéo rồi đó, không đủ cái miệng nó xài nữa. Những con người ở ngoài cái miệng của mình đó, nhiều khi nó nặng còn hơn cái con tu biết cô na nữa. Với đồng đạo thấy cái con tu biết cô na ăn không biết bao nhiêu sinh mạng, còn cái miệng của mình vẫn ăn không biết bao nhiêu công đức, không biết bao nhiêu trí tuệ của mình. Đúng là thấy ông đi làm từ thiện suốt ngày mà về nhà mà chửi con chửi cháu một cái là tiêu rồi. Thấy ông với đồng đạo, nhất là quý cô của mình nha, trong cái việc nuôi dạy con cháu đó, nhiều khi mà nó làm chuyện này
bên kia thôi mà không có chửi người ngoài. Nhưng mà trong nhà của mình, con cháu mình nó làm những cái điều mà mình không vừa ý, cái tết quá cái mình chửi nó một trận, đó là chúng ta thua rồi, đó là quý cô bác chúng ta nên nhớ rằng là cái người tu thì không bao giờ được phép chửi một người nào dù đó là con là cháu của mình. Hãy nó có lỗi lầm rồi thì chúng ta cũng phải dạy dỗ bằng những cái lời tế nhị, chứ không bao giờ được chửi nữa. Cái người tu nó còn chửi nữa là hoàn toàn không ai chấp nhận hết của mình. Bởi vì là chúng ta bảo là lỗi lầm chứ có một ngày từng chửi từng rủa từng cà từng bước đem lời hiện mức tốt tươi đẳng mà giáo hóa dàn người chẳng hơn, cũng đừng gây gỗ giận hờn cho con bắt trước xả vô mới là. Hôm nay chúng ta về nhà chúng ta đi niệm Phật mà về con cháu mình đó nó làm những cái điều sai với mục đích đó mình chửi nó là coi chừng nó tử mừng bị thua đấy không biết con. Con phải ráng chút này nha. Bên với chú này nó dễ hơn là đó, tại vì nó có tiếp xúc với mấy đứa cháu mà nó có cái sự mà gầy dại nó nhiều hơn mấy cô. Bên mấy cô thì hay nhắc lại cái lỗi này, thế nên các bạn đó là những đàn bà khe khắt cháu con kể từ nay phải giữ cho chồng không chừa dứt ác ma bay. Thưa quý đồng đạo, về dạy cái người tu thì làm sao phải mở miệng ra, không mở thì thôi, mở miệng ra là lúc nào cũng câu chánh ngữ, làm son ghi tạc, tiếng lượng bàn ngang ngắn tỏ tường, nói những điều đức hạnh hiền lương chớ thiên bớ mà thưa quý cô bác anh chị em. Do đó mà quý đồng đạo thấy không, một lời nói ác thôi là nó sẽ bào mòn cái phước đức chúng ta đắc lên, bán phú quy mô mộ tổng bình sanh chi đích, nửa câu nói quét thôi cũng làm tổn đi cái phước đức lúc bình sanh của mình. Ông ba ông cũng từng bảo là danh ngôn chánh thì phước lan quả khứ, danh ngôn tà phước thứ quả lan, danh ngôn phương tây người ta cũng bảo là lời nói ác quả lan muôn triệu, câu nói lành phước nhiễm muôn thiên. Thế nên hôm nay là cái người tu cũng đồng đạo nên nhớ nha, nói ra phải con phải tự yêu phước chắc là câu đó nó kỹ càng rồi chúng ta mới nói với đồng đạo là thầy chúng ta từng bảo tín đồ cùng các chư tăng từ rài sắp đến nấu năng chọn lời. Thế đó mà mình phải kiểm tra dễ khẩu rồi biết đó là cái ý của chúng ta nè, mình tu mấy chục năm mình có còn tham lam không, có còn săn nộ không, có còn mê sinh không. Tu thì tu nhưng mà ăn trong quá trình tiếng đồn cha mẹ ăn thiền mà cắn cơm không bể cắn tiền phải đâu là chết luôn phải không, phải làm đạo tu á niệm Phật ôi là niệm Phật nhưng mà cũng không chịu bị đổ là ở săn thầm nhầm thì ai chấp nhận của mình cái đàn đạo. Rồi mình tu mình kiểm tra cái tâm mê si của mình còn không, nhất là mê tín dị đoan tinh thiên cơ thời cuộc còn không với đồng đạo. Nếu ai còn là chúng ta phải sửa đi với đồng đạo, bởi vì cái tâm mê si nó đứng đầu trong cái 12 nhân duyên, tức là cái thập nhị nhân duyên, cái nhân duyên đầu tiên tức là cái màn vô minh đó với đồng đạo, nó sẽ lôi kéo chúng ta vào con đường luân hồi. Thế nên hôm nay chúng tôi các đồng đạo mình tu phải ráng làm sao chúng ta phải diệt trừ cái tâm mê si của mình, nhất là mê tín dị đoan nè, con nhà con giờ thờ tổ tiên thờ bà thờ cô ông độ mạng nè, thờ ông địa ông táo ông thần tài. Rồi tối ngày chúng ta tu mà chúng ta không nhìn nhận chân lý mà chúng ta cứ tin thiên cơ thời cuộc, nay đời tới mai đời tới, chúng ta nghe theo thì chúng ta tuyên truyền những cái thuyết mà thiên cơ thời cuộc đó, thì đó là hoàn toàn chúng ta rơi vào cái tâm mê si, thì không bao giờ chúng ta ra khỏi cái con đường luân hồi được cái đồng nào. Bởi vì tâm trí mê muội tội lỗi chặt chằn không biết đường giải thoát, đó là nguyên nhân của luân hồi sinh tử. Hay là thiếu mẹ là cha sanh của muôn hạnh lành, mê si là mẹ đẻ của muôn ngàn tội lỗi. Vì vậy hôm nay là cái người tu tâm thì làm sao cái đồng đạo phải tịnh hóa cho được tâm nghiệp, thân khẩu ý phải trong sạch. Bởi vì sao cái đồng đạo, nếu chúng ta còn không trong sạch còn gây nghiệp ác thì Phật không thể nào đòi chúng ta được đâu. Bởi vì trong kinh Tịnh Bảo là xem hết kinh chú Phật Đà, trồng dưa tỉa hậu quả mà có đi, kinh chú bốn, kinh chú vốn từ bi giải khổ nghiệp đã gây, Phật độ đặng nào bổn tâm phải chiếu tặng vào người sai người chịu, ta làm ta mang. Còn nếu chúng ta hoàn toàn không gây nghiệp chúng ta sẽ thanh tịnh rồi được sao với đồng đạo, sau này chúng ta sẽ quy hoàng. Tại chúng ta Tịnh Bảo là cầu tịnh ba nghiệp song xuôi, tay thương biết đáo chung vui Phật đạo. Đó là cái phương diện thứ nhất là tu thân sự kỷ. Phương diện thứ hai là tu thân sự thế, là làm sao thầy chúng ta Tịnh Bảo là muốn cho giải thoát phải tu thân. Tu thân thiện tính ráng chuyên cần, lục tử di đà giữ tứ ăn, thì làm sao cái đồng đạo mình sống trên đời này ai cũng mang nặng bốn cái trọng ăn, đó là ăn tổ tiên cha mẹ, ăn đất nước, ăn gia mạng, ăn đồng bào, ăn nhân đạo. Thì hôm nay nếu người chúng ta sống mà không đền trả
được tứ đại cảm ân thì coi như cái con đường xa đỏ nó kém một bên với đồng đạo. Bởi vì sao mà chúng ta tình bảo câu luân lý tứ ân chẳng già, nếu chẳng gìn phải tỏ đường thang, hay là một câu luân lý tứ ân ta đừng thay lợi thì phong thành bạc cảm ghi. Do đó hôm nay một con người sống trong đời công ơn cha mẹ nặng như trời như biển. Mà hôm nay mình tu mình bắt hiếu có cha mẹ thì đâu có xứng đáng. Hay mình tu là một người hưởng tất đắc, hưởng những tất đắc ăn những mọc ra, mình nhờ đến cái công ơn của đất nước cũng rất là nhiều. Mà hôm nay chúng ta tu mà chúng ta cứ làm những cái điều xuyên pháp, làm sáng lời dạy của Đức Thầy thì không xứng đáng với đồng đạo. Còn mình tu mình có lại cái tình tầm bạn nhân lộn, mình có tặng tâm yêu thương giúp đỡ chưa? Nếu có tặng tâm yêu thương giúp đỡ rồi thì đó là chúng ta đã làm tốt cái bổn phận đối với tặng bạn nhân lộn. Còn mình tu mình có còn nhớ đến công ơn thầy tổ, có kính tin tam bảo chưa? Thương của đồng đạo về dạy mạo với tướng đại cảm ơn này với cô bác mình. Thời gian không có chúng con triển khai còn thôi là làm sao chúng ta phải cố gắng toàn cả cái được tướng đại cảm ơn thì sau này chúng ta sẽ quy hoàng cho không có thắc với đồng đạo. Thầy chúng ta đã khẳng định là thắc với nước hậu nay dinh diệu đạo lo tròn tiểu tiểu thánh thân, một câu vung lấy tướng đăng ta đừng hoai lợi phong thành phản kinh. Hay là tướng ngài diễn cảm đoan hoàng tứ âm đã trả chẳng còn ở căn. Thưa quý đồng đạo, về vậy mà nếu ai mà sống về từ 10 cái điều ác và sống đấu nhân sở thế cho tốt rồi thì coi như cái vấn đề tu thân mà chúng ta đã trọn vẹn, mà tu thân trọn vẹn thì quy hoàng. Còn tu nhân mà chúng ta tu thân chúng ta không làm tròn, chúng ta còn gây nhiều điều ác thì sau này chúng ta rất là đau khổ. Thế nên hãy nó mau thức tỉnh tu thân chậm trễ. Nếu chúng ta không tu thân thì hãy nhắc đến là tới tận trời mới thối muộn màng. Thưa quý đồng đạo, tới tận là sao? Tấn tạo có nghĩa là cái gì khác chúng ta làm tới cái thời kỳ chúng ta phải trả cái quả báo thì gọi là tấn tạo với đồng đạo. Thầy chúng ta tình bảo như thế nào với đồng đạo? Xuống diêm đình thấy tạo thọ âu, đó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xã tử nay còn một lúc sau chẳng tu cần có hữu nhờ, gặp sanh kinh trần cứ lạc lơ trần bóng kiển chống chi tử nấy. Thế nên với đồng đạo thấy nếu bình thường chúng ta không ý thức được một nhân quả, chúng ta ra gây tạo những ác nghiệp thì khi chúng ta mà đến cái hậu quả chúng ta đã đến với mình rồi, lúc bây giờ chúng ta có đang chờ cái đắc thì cũng không được cảm ơn. Về dạy với đồng đạo thái năm bình thường thì khi gieo nhân chúng ta gieo ẩu gieo nại gieo càng, ta được nói là bồ tát sợ nhân chúng sanh sợ quả. Gieo nhân chúng ta không sợ, mà khi chúng ta hưởng cái quả rồi chúng ta lúc bây giờ chúng ta rất sợ rất lo thì không được. Bây giờ thầy ở lớn tạo rồi mới hốt một màn là khi chúng ta gặp cái quả báo nó đến với mình rồi thì lúc bây giờ chúng ta có than chờ các hiện tại muộn ngồi với đồng đạo. Thầy chúng ta từng bảo nếu để chờ sống mẫu gian kinh e ba tánh ăn năn đã muộn. Mấy đồng đạo thấy mở thế gian là một cái người mà làm những cái chuyện trộm cắp giết người nè, còn nhà nước có án tử hình, tòa án có án tử hình. Lúc bây giờ cái người này có đến gian tại tòa án làm sao tha mạng cho con đi, con về nhà con sẽ ăn năn con cả hấu. Thì bây giờ có chuyện không với đồng đạo đã quá một màn rồi. Do đó thầy chúng ta nhắc là chúng ta phải thích về cái nhân đi, ráng tạo cái nhân lành đi, đừng có lại có nhân ác. Mà đến cái nhân ác thì quả báo tới rồi, đến khi chúng ta chết chúng ta xa đọa xuống địa ngục rồi, đó là ngạ quỷ đã là xuất sanh rồi, chúng ta hối hận thì cũng không có kịp nữa. Thưa các đồng đạo, vì vậy mà để tránh cái sự hối hận đó thì sao? Cái thằng này là tới tạo rồi nó hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo tâm. Bây giờ chi cho bằng tức là cái thằng dùng cái đó so sánh không có gì bằng, không có gì cao đẹp, không có gì quý báu cho bằng. Mà từ chi cho bằng cái thầy nhắc ba lần trong giáo lý phải không với đồng đạo? Chi cho bằng quy y thì thắng làm đi, giữ làm thân tịnh từ khi giúp đời. Chi cho bằng lúc sống sanh tìm lấy cuộc nhân quả chữ thuận thảo hay hơn là thanh tấu. Mà chi cho bằng chúng ta làm gì đây? Thầy nhắc là ta sớm lo con. Thưa quý đồng đạo, chữ sớm có nghĩa là mau, gấp rút không có được trễ. Mà lo con mà kìa lo con nghĩa là lo liệu tâm tính như thế nào cho nó kịp lúc với đồng đạo. Thầy chúng ta tình bảo là lo lo liệu liệu chịu tiếng trầm. Có một hội này đến tập thân theo ông ba nói là bá gia mau kiếp lo âu để khi đối đầu chẳng nặng tầm thay. Bây giờ chúng ta nói là bá gia mau kiếp lo âu để khi đối đầu chẳng nặng tầm thay. Còn ông ba nói là bây giờ thì vẫn không lo đợi khi đến dịp nằm co kêu chờ. Thưa quý đồng đạo, về vậy mà chúng ta phải mau biết lo nha, lo mới được. Quý đồng đạo, sống mà không biết lo thì nó sau này nó khổ lắm.
mà lo bằng cách nào bây giờ đây? Bây giờ gắng lo làm cho có tiền để sau này mình chết rồi đó, con cháu có tiền có của nó làm cái đám làm tuần cho mình nó thật là lớn, mời hết đồng đạo mấy làng mấy tỉnh đến để cầu nguyện cho mình được không? Hay là lo để mà cố gắng làm sao đạt với đồng đạo đi, để đến khi mình chết rồi nó nhờ cái thằng hộ niệm đó để hộ niệm cho mình từ 8 tiếng 24 tiếng miền giảng sanh, lo như vậy được không của đồng đạo? Thưa quý cô bác anh chị, chúng ta không nên lo một cách không có thiết thực như vậy, mà phải lo bằng cách nào đây? Đức Thầy nhắc lại, chi cho bằng ta sớm lo con, lo bằng cách là phải dình giới luật, nghe kinh trọng Phật. Thưa quý đồng đạo, thì dình giới luật là gì? Dình giới luật có nghĩa là chúng ta phải tuân thủ theo cái giới luật của nhà thần. Thưa quý đồng đạo, thì giới luật đây là cái luật lệ khắc khắc của một tôn giáo mà cái vị giáo chủ đã đưa ra cho cái người môn đồ phải tuân hành theo đó. Thì mỗi tôn giáo nó có cái giới luật khác nhau. Chúng ta thấy rằng đạo Phật thì cái người mà tại gia thì giữ ngũ giới, cái người xuất gia thì theo ni á, tỳ kheo là giữ 250 giới, còn tỳ kheo ni là phải giữ 348 giới. Còn Phật giáo bảo của mình định giữ giới được bao nhiêu giới vậy cô bác đồng đạo? Mấy giới? Chỉ có 8 thôi quý đồng đạo, chỉ có 8 điều răn cấm thôi. Thì 8 điều răn cấm này đây là cái giới luật căn bản của đạo Phật giáo bảo chúng ta. Mà đặc biệt là chúng ta không có dạy nam giữ nhiêu, nữ giữ nhiêu, mà tất cả chúng ta cũng phải giữ 8 điều răn cấm. Thưa quý đồng đạo, người tu mà không giữ giới thì sao quý đồng đạo? Không xứng đáng là người tín đồ. Thầy chúng ta từng bảo không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà không giữ luật. Kẻ nào làm trái luật lệ trong sự đạo đức, dầu không xưng có đạo hoặc chưa bị coi tên, cũng bị trách nhiệm về việc làm của họ và coi như người ngoại đạo. Đó quý đồng đạo, hôm nay chúng tôi đọc lại cái lời dạy của Đức Thầy, thì quý cô bác chúng ta phải kiểm tra lại câu 8 điều răn cấm mà thầy chúng ta dạy mình có tuân thủ một cách cho nó nghiêm mặt chưa quý đồng đạo? Thưa quý cô bác anh chị em ơi, giới luật đó là cái phù phao để đưa chúng ta sang đến bờ giải thoát. Mà hôm nay quý đồng đạo cứ ôm cái phù phao mà đi ngang sông á, ngang biển, mà để cái phù phao của mình nó lủng hoài nè, thì sao? Hôm nay nó để vô nước một chút, mai nó vô nước một chút thì lây quay nó sẽ chìm quý đồng đạo. Không bao giờ nữa chúng ta đến bến bờ được. Mình tu mà nay bạn bè rủ re nha, nay danh phục chân tạc bữa sau gặp bạn bè rủ đen, cái mình hạn giới chút, mà đáng khi mình tu nó không có nhận cái gì, nhưng mà cứu quãng đời của mình rồi thì nếu cái người giữ giới mà không nghiêm mặt thì không bao giờ chúng ta đi đến chỗ giải thoát được. Bởi vì sao mà Đức Phật Đức Thầy lúc nào cũng tha thiết khi chúng ta giữ giới của mình nào? Trong kinh Tịnh bảo là tam giới Phật pháp giới quy căn bản, bản như bất tu đạo chỉ một tay. Ba đời chư Phật thuyết pháp đều phải lấy giới luật làm căn bản. Căn bản không tu thì đạo sao lắm vậy? Tại sao các ngài làm khó cho mình vậy? Xin thưa, ở đây không phải Đức Phật Đức Thầy làm khó cho mình, mà sở dĩ cân nhắc mình giữ giới để chi với đồng đạo. Thứ nhất nè, là bản thân chúng ta không rơi vào cái con đường trụy lạc, hư hèn, trà đình thủ biến, để chúng ta khỏi chết mất cái nhân phẩm của đồng đạo. Chúng ta thấy rằng mình tham gia giao thông đó, mà mình không giữ quy tắc giao thông, có phải là mình sợ người ta phạt mình không với đồng đạo? Người ta phạt là cái chuyện nhỏ xíu thôi mà của đồng đạo à. Còn người ta bảo mình giữ quy tắc giao thông để làm gì? Để bảo vệ cái đời nặng của mình nè, ra đường mình phải đội nón bảo hiểm nè, ra đường phải đi bên phải nè. Còn bây giờ chúng ta đi mà không đội nón bảo hiểm, chúng ta đi mà chạy bên trái trước tôi thì sao? Cái nguy hiểm thuộc về ai của đồng đạo? Cái nguy hiểm trước mắt là bản thân chúng ta nè, coi chừng bị xe khác nó sẽ tông ta tán mạng. Còn cái chuyện phạt là cái chuyện có nhỏ xíu thôi của đồng đạo. Thế nên hôm nay cái người tu mà không giữ giới thì Đức Phật Đức Thầy nói là mình không xứng đáng là người tín đồ, thì cái chuyện này mình thấy nó cũng không có quan trọng. Mà quan trọng nhất là cái bản thân chúng ta nè sẽ rơi vào cái con đường trụy lạc, hư hèn, trà đình thủ biến, và sau này chúng ta hiện tại chúng ta chết mất nhân phẩm, và sau này chúng ta sẽ bị sa vào khổ đau với đồng đạo. Và cái người mà không có giữ giới thì trí huệ không bao giờ phát sinh. Giới định huệ đây là tam vô là hợp của nhà Phật. Ai có giữ giới thì tâm mới định, mà tâm có định rồi thì sao? Trí huệ phát sanh. Mà trí huệ không phát sanh có đắc đạo được không quý đồng đạo? Không bao giờ đắc đạo. Thầy chúng ta từng bảo là trí huệ thông minh mới dài đắc đạo rồi. Còn trí huệ không có thông minh thì không bao giờ đắc đạo. Thầy quý đồng đạo kiểm tra cái người nào phạm giới càng nhiều thì trí huệ thì sao? Càng ngày càng lu mờ, càng dũng dần quý đồng đạo. Do đó chúng ta thứ nhất là điều quan trọng làm sao chúng ta phải giữ đúng giới luật của đạo của thầy đã chỉ dạy. Chúng ta thấy không, trong cái điểm tâm quyết mà được thầy chúng ta đã viết vào năm 1945 tại Sài Gòn, thì cái điều tâm quyết này của đồng đạo tiếp kỹ lại cho có
Điều thứ năm, thầy đã đọc câu trạng giới luật của đạo, ráng sửa mình cho trong sạch để gây quả phúc tốt cho linh hồn và xác thịt. Qua cái điều thứ bảy, thầy nhắc rằng người nào không giữ được giới luật của đạo, tốt hơn ra khỏi đạo, không có sự ép buộc phải ở trong đạo. Qua cái điều thứ tám, kẻ nào cờ bạc rượu chàng làm những điều xấu xa, nên cho người có trách nhiệm hay để người ấy đem đến cho thầy, thầy sẽ trừng trị một cách thích đáng để làm gương cho kẻ khác. Bao nhiêu lần đạo mình thấy đi, bao nhiêu đó cũng đủ thấy rằng cái giới luật nó quan trọng vô cùng. Mong rằng quý cô bác quý đồng đạo chúng ta phải cố gắng chịu chịu. Thầy chúng ta nói là nếu ai mà giữ được 8 điều răn cấm của đức thầy đó, lúc mà thầy chúng ta sắp 8 con số 8 ra đất số 1000 đó, cái câu chuyện này quý đồng đạo biết hết rồi, chúng ta không kể. Mà chúng ta thấy rằng thầy cũng nói là 8 điều răn cấm, nếu ai giữ được sẽ đạt được 1000 việc phúc nhân. 1000 việc phúc nhân đó, nó có đủ diện năng đưa mình chịu hậu năm qua sống đời cũng cổ cảm giải tâm. Thế nên mong rằng của cô bác ông thầy chúng ta cố gắng tìm chịu. Mà thầy chúng ta nói sao, nếu ai giữ đặng, cuối cùng thầy nói nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, nếu chúng ta giữ được 8 điều răn cấm thì chúng ta sẽ được trọn lành trọn sáng. Phải được trọn lành trọn sáng rồi thì sao? Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng thì giờ nó khỏi tay vô ngang giữ mà học tập cho hoàn thành, tặng trở lại chúng giới chúng sanh. Nhưng mà tìm giới luật không chưa đủ với đồng đạo, thầy còn nhắc chúng ta là phải nghe kinh, phải tặng Phật. Thì nghe kinh là gì với đồng đạo? Đây là nghe kinh, tức là đồng đạo mình nói bây giờ thầy kêu mình nghe kinh mà mình sống ở bên đạo Phật giáo bảo mình đâu có kinh đâu mà nghe. Bây giờ nghe kinh phải đi qua tôn giáo bạn để mượn những cuốn kinh để chúng ta đọc, chúng ta xả ra chúng ta nghe hay sao đây? Xin thưa với đồng đạo, kinh là lời từ kim phẩm của Phật, của Thánh viết ra để giáo hóa chúng sanh thì gọi là kinh. Chúng ta thấy không, như Đức Khổng Tử thì có gì kinh với đồng đạo? Đức Khổng Tử thì có ngũ kinh, Đức Lão Tử thì có đạo đức kinh, còn Đức Phật Thích Ca thì có tam tạng kinh điển. Thì hôm nay nói về kinh này với đồng đạo biết lời của Phật, nhưng mà hôm nay xin hỏi giáo lý của Đức Thầy có phải là lời của Phật không? Giáo lý của Đức Thầy chúng ta có phải là kinh không với đồng đạo? Thưa quý thầy, giáo lý của Thầy chúng ta là kinh. Bởi vì sao? Thầy chúng ta là một ông Phật, lời của Phật nói ra là kinh. Mà thầy đã từng bảo nè, ta vừa dưng xác định Thế Tôn, các hạ giới truyền khai đạo pháp, quyền phong quán nhân sanh phù hạt, chắc bút thành tả tích ngũ kinh. Dưới đây được tả sách kinh chuyên trong năm nữ thủ tịch thầy coi, lời lành của Phật truyền rồi, đọc qua suy nghiệm, xét sâu chánh tài. Thưa quý đồng đạo, thế nên sau khi mà chúng ta nghe lời của Đức Thầy thì mình đã xác định lời của Đức Thầy chúng ta là kinh. Giả lại cái chữ kinh đó thì nó có cái nghĩa là thế kinh hay là lò hợp kinh. Và vậy mà cái giáo lý của Đức Thầy chúng ta vô cùng nó giống như cái từ thế kinh vậy đó quý đồng đạo. Nó luôn luôn nó kết hợp mọi căn cơ, mọi trình độ của chúng sanh. Quý đồng đạo thấy không? Thầy chúng ta dạy thầy đủ hết trơn. Đối với cái bậc thượng thì sao? Cùng ta ra sức viết câu quyền bí, chúng chăng ơi ráng kiếm tránh tặng. Đối với bậc trung thì thầy dạy là dạy bổn đạo lấy câu trung đẳng chẳng nói cao vì sắp rút đời. Đối với bậc hạ thì viết dạy trần nên nói là thường cho sanh chúng đời ai dễ biết. Thế nên cho đến lúc nào cũng thế hợp mọi căn cơ mọi trình độ của chúng sanh, cho nó thấy cái mới nhà Phật dưới phù hợp mọi căn cơ của chúng sanh và luôn luôn phù hợp với hoàn cảnh của xã hội. Đối với đạo thấy giống với đức thầy có khi nào nó không phù hợp không với đồng đạo? Mình coi coi năm nay là thầy chúng ta ra đời đang truyền cái giáo lý là 83 năm rồi, có câu nào ở thời, có câu nào đạt hậu không với đồng đạo? Không bao giờ có, lúc nào nó cũng phù hợp đang rất như vậy đó. Vậy vậy chúng ta khẳng định rằng giáo lý của thầy chúng ta là kinh. Nên quý đồng đạo thấy người tu mà không học giáo lý thì sao đồng đạo? Nghe kinh ra đây có nghĩa là làm sao chúng ta hàng ngày phải học giáo lý của đồng đạo? Nói cho mau là phải học giáo lý, bởi vì giáo lý là điển thân của Phật. Phật từ bi độ trong nhân vật là được kinh dạy rất tương tình. Nếu chẳng nghe hồn giữ tay lên trình đó mới kêu mời khó thức. Vì vậy giáo lý nó là kinh, là hiện năng của thầy, là lan bàn, là bản đồ để dẫn lối của đường chúng ta tu tập. Khi chúng ta tu mà chúng ta không học giáo lý thì sao? Xin thưa quý đồng đạo, cái người tu mà không học giáo lý thì chắc chắn 100% chúng ta đây sẽ bị lầm đường lạc lối thôi. Thế nên mong rằng quý cô bác đồng là chúng ta phải cố gắng học giáo lý. Đây là cái thân thầy, cái giáo lý này sẽ sai thầy để dẫn đường cho chúng ta đi đến cái con đường giải thoát. Mong rằng chúng ta phải cố gắng. Thầy chúng ta từng nhắc là sao đồng đạo giảng kinh mà đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngày trà gặp tăng, trong ba tánh muốn nơi cao quý phải quy tạm quyền vĩ nơi cao,
từ sống tinh cho đến thiên hơn trong chỗ ấy nhiều hơn trọng tính. Thưa rằng là vì vậy ai mà hàng ngày đó thường xuyên học giáo lý của Đức Thầy và cố gắng thực hành y như vậy, chúng ta bảo đảm với cô ấy, chúng ta thoát nạn không sao cái đồng thời. Bởi vì thầy chúng ta đã khẳng định rồi, ta yêu chúng viết ra giảng đệ khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời cho có mơ hồ tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Thì chúng ta cố gắng nghe học tâm nhiệm đi, nhất là học hôm nay cái đồng đạo ấy không, cái phương tiện truyền thông rất là dễ dàng. Mỗi lần chúng ta ở nhà chỉ cần mỗi một người có cái máy nghe giảng là được rồi. Và chúng ta ngoài cái sự nghe giảng đó thì chúng ta học hiểu tìm hiểu thêm cái giáo lý, cái nghĩa lý. Bởi vì thầy nói là làm sao mình đọc nghe thì quan trọng là làm sao phải hiểu nghĩa. Bởi vì ông Văn nói là kiểm sắc đèn miệng đọc tai nghe không hiểu nghĩa thì như nghe chẳng thẳng. Còn cái người tu của chúng ta mà mình học mình không tìm hiểu nghĩa thì lắm khi chúng ta cũng không có đạt đến cái chỗ đạt cái mục đích được. Lắm khi chúng ta hiểu sai hoặc là chúng ta nghe nó mờ hồ quá, mình không có biết rõ rằng cái nghĩa lý thì chúng ta thực hành theo thì nó cũng không có kết quả. Vì vậy mong rằng với cô bác đồng đạo cố gắng học càng nhiều, nghe càng nhiều, suy tư tìm hiểu nghĩa lý thì chúng ta thực hành theo đó rồi chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Quý đồng đạo à, nếu quý đồng đạo nào mà gặp được cái chánh pháp đó mà chúng ta tu theo cái chánh pháp thì không sớm thì muộn chúng ta sẽ thành công. Còn nếu chúng ta không học giáo lý mà chúng ta học theo cái những cái phương pháp tu tập bên ngoài tức là tà giáo thì quý đồng đạo có tu hành có tinh tấn cỡ nào chúng ta cũng không bao giờ đi đến mục đích được. Bởi vì mình tu theo giáo lý thì sao? Thầy chúng ta thực bảo là của đồng đạo. Thầy chúng ta thành không biết nào trong cái giáo lý của Đức Thầy ông bảo nó tu hành không hoặc thì tiên, không dương thì bá, cũng quyền trong thân. Còn Đức Thầy chúng ta nhắc tu hành chẳng được đức thân thì ta chẳng phải sát thân người đời. Và có tu đúng chánh pháp thực hành đúng theo giáo lý của Đức Thầy đi thì bảo đảm không sớm thì muộn nhất định của đồng đạo sẽ thành công. Nó ngán nặng nhất là cái đồng đạo không học giáo lý mà tối ngày đi theo tà pháp nghe điều này nghe điều kia thì dầu cái đồng đạo có nghe người ta đi chăng nữa mà chúng ta tu mà không là cái đường tà rồi đó, nguy hiểm dữ lắm cái đồng đạo. Thầy chúng ta từng bảo như thế nào đó đồng đạo, ai nhanh lên theo nó tập tành xa cạn bậy khó mong sống sót hay là chúng làm nhiều phép nhiều ngôn đồ bơi nước lú mê hồn chúng sanh. Quý đồng đạo ơi, nhất là cái thời kỳ nay nha, tà sư ngoại giáo nhảy tràn, nếu đồng đạo không học giáo lý của Đức Thầy cho nó kỹ rồi đó, chúng ta coi chừng bị người khác dẫn chúng ta đi sai đường, mà sai đường rồi chúng ta đau khổ muôn đời của đồng đạo. Thế nên này chúng ta nhắc ra khi dặn lại ít lời, khuyên trong bổn đạo dạy thờ tránh nghe, dầu ai tài phép bạc phê ham lên ham miệng sợ em ăn nghèo, lưỡi con phải cột phải kèo phải dai phải dế mà theo kẻo lành, ngọc kia ẩn dạng khó tầm chọn nơi chân chánh khẩu lanh khổ thị. Thế nên mình hôm nay mình có cuốn sách giảng là cuốn vàng nước ngọc là ông thầy chân chánh để dẫn chúng ta, thì mong rằng chúng ta phải lúc nào cũng học với đồng đạo. Chứ con cuốn sách giảng mình tự hào lắm, thầy chúng tôi là Phật, thầy chúng tôi đem cái trí tuệ để ban cho mình, mà lắm khi mình tự hào mà mình không có học. Có nhiều đồng đạo mình cho cuốn sách giảng rồi cái mừng dữ lắm, với đồng đạo biết cô này có làm sao không? Hôm đó cho tặng cho đồng đạo cuốn sách giảng cái cô mừng quá, lâu lâu cô gặp lại cô ôm mình vậy đó. Bạch Lê ơi, con tặng cho cô cuốn sống giảng, cô quý như ngọc như vàng vậy đó con. Không biết không, cô làm cái hộp kiếm, cô để cái bàn thờ Phật cô thờ không á. Bây giờ con về nhà cô con coi nó mới cát, nó chưa có một nếp nhăn nữa. Nghe cái cô khóc liền tại chỗ những cái đồng đạo. Là con cũng có giả giảng mà không có hộp kỹ dân để trên bàn thờ Phật không à. Thì làm sao chúng ta sáng suốt được cái đồng đạo. Thế nên muốn sáng suốt, muốn tôn tập đi đến nơi đến chốn thì hàng ngày cái đồng đạo phải cố gắng học hành, nhất là đánh việc thì phải xem thông giảng. Chứ còn đánh việc mà đi đánh cờ tướng, đánh việc xem thi quy, đánh việc nghe tài sự thì nó ổn cho một cái đời tu tập của chúng ta lắm quý đồng đạo. Cái thời gian chúng ta phải quý nó mới được. Vì vậy mà quý đồng đạo chúng ta phải cố gắng dành giới lực phải nghe kinh, có nghĩa là phải học sống dạng giáo lý, nghiên cứu tìm nghĩa lý và chúng ta thực hành theo thì chúng ta sẽ đạt được nghĩa. Thế nên là nói dành giới lực nghe kinh chưa đủ mà thầy còn kia chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì kinh là lời của Phật thuyết ra, vì vậy nghe kinh là chúng ta còn phải là cẩn thận. Thưa quý đồng đạo, Phật là sao chúng ta phải cảm với đồng đạo? Thầy chúng ta tình bảo là Phật là thắng toàn thiện toàn mỹ bác ái vô cùng quyết cứu giấc sanh linh ra khỏi dòng trầm luân khổ hạ. Thưa quý đồng đạo, về ngày hôm nay là chúng ta cố gắng làm sao khi mình trọng Phật thì chúng ta phải thể hiện như thế nào mới gọi là cái người trọng Phật. Hôm nay quý đồng đạo thấy chúng ta mình ngoài cái sự mà chúng ta trọng các đức Phật ra
thì bên cạnh đây cái người trọng Phật quan trọng nhất là chúng ta phải trọng đức hạnh của mình. Bởi vì rằng là cái âm đức hạnh chúng ta ra đời trong cái thời kỳ này rất là khổ sở để đem cái ánh sáng đạo lành để cứu độ cho chúng sanh, mà là chúng ta lúc nào cũng thể nguyện đó là dầu cho xoay chuyển đất trời, lòng ta chỉ biết độ đời mà thôi, dầu có phải chịu ngàn gai đắng cũng nguyện đạo màu sẽ thân. Và là chúng ta còn có một cái lời đại thể đó, nếu chừng nào khai thông đại đạo, đốt từ bi gọi khắp cả nhân gian, mấy càng nung khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi không tịnh. Thưa quý cô bác anh chị em ơi, ngày xưa thì Đức Phật thể nguyện làm sao? Nhất thiết chúng sanh bất thành Phật quả, ngã thể bất thành Phật. Ngày xưa Đức Phật nói là còn một chúng sanh mà không thành Phật đó, ta thề cũng không thành Phật vậy. Quý cô bác à, quý đồng đạo mình học lại cái cuộc đời của Đức Phật đó, mình không trọng Phật thì trọng ai bây giờ? Quý đồng đạo thấy đó, mình nói cụ thể nhất là từ khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta sống trong một cái khuôn vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan như vậy đó, mà phải vì chúng sanh mà phải bỏ hết tất cả để đi tu. Trải qua 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày ngồi thiền định, cuối cùng chứng đắc đạo màu. Khi chứng đắc đạo quả rồi không nhập niết bàn, mà phải trụ thế suốt 49 năm để hoằng truyền chánh pháp. Đến khi tuổi già 80 như vậy đó, mà còn phải lăn bánh xe pháp đi khắp nơi để truyền bá đạo màu, để cứu độ chúng sanh. Đến khi Đức Phật nhập niết bàn, quý đồng đạo à, ai có đọc ra cái câu chuyện này mà không thương Phật thì không biết làm sao. Khi Đức Phật nhập niết bàn thì sao? Lúc bây giờ Đức Phật nằm ở trong một cái chiếc võng, mắc giữa hai cây ta la sông thọ, tịch diệt một cách bình thản. Nhưng mà sau đó rồi các vị đệ tử mới đem cái thi thể của Phật vào trong kim quan để đưa vào cái chùa Thiên Quang để làm cái lễ trà tì. Nhưng mà đốt hoài không có cháy, quý đồng đạo à, là do đâu? Quý đồng đạo biết không? Lúc đó là do ông Ca Diếp, là một cái nhân vật được Đức Phật trao truyền chánh pháp nhãn tàng và là người thừa kế vĩ nghiệp của Phật để ban truyền chánh pháp cứu độ chúng sanh. Nhưng mà ông ta giết thì sao quý đồng đạo? Nghe tin, nhưng mà cái thời kỳ đó không có phương tiện hiện đại như bây giờ, phải đi bộ 7 ngày 7 đêm mới về đến nơi Phật nhập niết bàn. Quý đồng đạo, Đức Phật Ca Diếp mà ông Ca Diếp ông đi về tới nơi, thì lúc bây giờ quý đồng đạo biết không, ông Ca Diếp ông đi nhiễu quanh cái quan tài của Phật đó 3 vòng. Thì sao? Ở trong cái kim quan đó Đức Phật ló hai cái bàn chân ra. Đối với đồng đạo, Đức Phật ló hai cái bàn chân ra ý gì? Với đồng đạo mình thử suy nghĩ coi ý gì, gặp mình chắc mình không hiểu. Nhưng mà ông Ca Diếp rất hiểu được ý của Phật. Ông Ca Diếp mới đi bước đến, mới quỳ xuống cái bàn, trước cái bàn chân của Đức Phật. Ông Ca Diếp phát nguyện: Bạch Đức Thế Tôn, đấng cứu thế vĩ đại, xin Ngài hãy yên tâm, chúng con nguyện sẽ đi theo gót chân của Ngài, hoằng truyền chánh pháp, cứu độ chúng sanh. Nghe ông Ca Diếp ông nguyện là đi theo gót chân của Phật, hoằng truyền chánh pháp, cứu độ chúng sanh. Thì lúc bây giờ Đức Phật tự nhiên thâu hai cái bàn chân vào, và không cần ai châm lửa mà tự Đức Phật dùng cái lửa tam muội để trà tì kim thân. Quý đồng đạo thử hình dung coi, quý đồng đạo tuổi già 80 còn truyền pháp, mà đến khi nhập niết bàn còn không yên lành, chờ ông Ca Diếp về ra cái dấu hiệu. Ra cái dấu hiệu là làm sao phải nối theo cái gót chân của Phật, hoàn truyền chánh pháp để cứu độ chúng sanh, thì Ngài mới yên lành, mới nhập niết bàn. Quý đồng đạo thấy. Còn hôm nay Đức Thầy chúng ta thì sao quý đồng đạo? Thương quá sức bắt cuồng tâm não, quyết cứu người dùng đạo phổ thông. Thế là nếu chừng nào khai thông đại đạo, tuốt từ bi rọi khắp cả nhân gian, bởi trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Quý đồng đạo coi, có biển trầm luân mà chừng nào mới khô cạn hết sáu đàn, bao nhiêu đó thôi thì chúng ta cũng đủ thương thầy thương Phật không biết bao nhiêu. Vì vậy chúng ta phải chặn Phật, mà chặn Phật chúng ta phải làm sao với đồng đạo? Chặn Phật chúng ta phải làm sao? Bây giờ hàng ngày chúng ta lại Phật hoài như vậy, chúng ta có chặn Phật được không? Xin thưa thầy, chúng ta từng bảo như thế nào? Người xưa từng bảo là cung kính bất như phụng mệnh, cung kính không bằng danh lời. Vì vậy trong chặn Phật ở đây là chúng ta phải cố gắng, thầy dạy những gì, Phật dạy những gì, chúng ta cố gắng thành y như vậy là chúng ta chặn Phật đó với đồng đạo. Nói cho nó mau như vậy đó, nhưng mà mình chậm Phật, mình hành theo lời của Phật thì cái điều đó nó quý lắm. Nhưng mà quý đồng đạo nên nhớ một điều nha, nhất là giáo lý của Đức Thầy hôm nay, cái người nào chậm thầy bao nhiêu phải trung thành với giáo lý bao nhiêu, không được hành nghiêng ngã lệch lạc biến tướng. Ngày hôm nay có một số đồng đạo mình nói mình chậm thầy dữ lắm, mà thầy dạy một đường làm một ngã, lắm khi làm biến tướng cái giáo lý của Đức Thầy thì không được quý đồng đạo. Cái người nào chậm thầy bao nhiêu thì phải làm sao sống sanh ra phận râu mài, một đời một đạo
đến ngày chung thân. Và quý cô bác chúng ta nhớ phải tuyệt đối trung thành với thầy thì sau này chúng ta mới được thầy cứu độ. Bởi vì thầy nói là xác trần đạo lý chưa rằng mấy ai mà được lòng thành với tiên, tiên này sẽ mở xích xiềng dắt nhiều ba tấm gần miền tiên băng. Thế nên nói cho nó nhanh, để trọng Phật trọng thầy thì chúng ta phải cố gắng hành y theo lời dạy của thầy. Nhưng mà bên cạnh đó chưa đủ với đồng đạo. Đức Phật còn nói là các con muốn đền ơn cho ta ư, thì giáo pháp của ta đó cố mà học đi, gắn mà hành đi, quyết mà truyền đi. Mọi sự cúng dường tán Phật không bằng đem giáo pháp của ta mà quảng bá trong đại chúng. Thì hôm nay thể hiện cái sự trọng Phật trọng thầy, quý đồng đạo ngoài cái sự tu rồi, quý đồng đạo làm sao phải kết nối duy trì cái mạng mạch Phật pháp, nhất là phải phổ truyền cái chánh pháp để cho mọi người được cùng tu cùng tiến. Thì đó là chúng ta mới làm tròn cái bổn phận trọng Phật trọng thầy. Quý đồng đạo, thầy chúng ta từng bảo mình đã gặp con Hiền Bát Nhã, có lý nào ích kỷ tu thanh, Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra tâm hoằng quán. Và thầy chúng ta cũng còn nhắc là nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong ba tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình chỉ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Thì hôm nay chúng con nhìn lại trong hội trường của mình, tất cả quý cô bác đồng đạo chúng ta ngồi đây là cái người đang tu hành, đang thực hành theo lời dạy của Đức Thầy. Bên cạnh đó chúng ta còn đang làm cái nhiệm vụ để phổ truyền chánh pháp. Đây là chúng ta thực hiện rất là đúng với cái lời dạy của Đức Thầy. Sau này chúng ta sẽ hạnh phúc, an vui. Mời quý đồng đạo chúng ta quan minh cho hội trường của mình một cộng đồng. Hãy chúng ta dừng giới luật nghe kinh chẳng Phật được rồi thì sao? Chắc chắn đến lâm chung quả lành đầu mắt cõi Tây Phương chư Phật là chờ. Nhưng mà ở đây chúng con muốn nói thêm một điều quý cô bác à. Chẳng Phật tu hành mau đắc đạo nhất thì quý cô bác chúng ta nhớ một cái pháp môn không thể thiếu, đó là quý đồng đạo phải niệm Phật nha. Bởi vì không có niệm Phật thì chúng ta còn luân hồi hoài, Phật thầy buồn lắm. Chỉ có pháp môn niệm Phật là pháp môn cứu cánh đệ nhất trong một đời. Về dạy tu cỡ nào đi chăng nữa mà quý đồng đạo thiếu cái pháp môn niệm Phật thì khó mong đi đến chỗ giải thoát sanh tử được. Thế nên cái người trọng Phật chừng nào phải niệm Phật tha thiết nhiều chừng ấy, để làm sao hết một đời này là chúng ta vãng sanh. Bởi vì thầy chúng ta đã khẳng định rồi, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quá, hưởng công niệm Phật rất an lành. Sau đó thầy nói là đến lâm chung quả lành đâu mất. Thì đến lâm chung là sao quý đồng đạo? Đến lâm chung có nghĩa là đến cái giờ phút thân hoại mạng chung. Mà Đức Thầy chúng ta đã từng bảo là rồi mòn lành, đến lúc lâm chung giả cõi tạng theo đường tội phước. Thì lâm chung tức nghĩa là cái giờ phút đà hết cái cuộc đời của chúng ta. Thưa quý đồng đạo, thầy chúng ta từng bảo hãy ráng tu đặng mà chết, chứ đừng chết đến mà chẳng có tu, chứ đừng để chết mà chẳng có tu đó. Quý đồng đạo thấy không? Có nhiều người thắc mắc tại sao tu mà không chờ cái gì, tu mà chờ cái giờ lâm chung, tu mà chờ cái giờ phút chết. Thưa quý đồng đạo, bởi vì cái giờ lâm chung, cái giờ phút chết không ai thoát được hết. Ai rồi cũng phải lâm chung, ai rồi cũng phải chết. Nhưng mà cái người mà chết á, quan trọng là đi lên hay đi xuống, xa đỏ hay là siêu thoát, thì cái điều này nó mới quan trọng thôi. Mà hỏi nếu chúng ta có gieo cái nhân lành rồi thì sao? Đến cái giờ phút lâm chung thì chúng ta sẽ, thầy nói là đến lâm chung quả lành đâu mất. Có nghĩa là cái bây giờ chúng ta làm hết tất cả những cái gì thầy dạy, đó là chúng ta đang gieo cái nhân lành. Mà hỏi cái người có gieo cái nhân lành rồi thì đương nhiên chúng ta sẽ gặt lấy cái quả lành, không khó khăn gì hết với đồng đạo. Nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó mà được toàn thiện vậy. Trồng cây lành vị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mắt. Ngày nay tu tập là ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành giữ giới. Quý đồng đạo thấy như vậy đó, chứ sau này đó mặc dầu mình thấy ăn chay nó cực khổ, nó không có được gì, phải không? Rồi mình làm công tác từ thiện là niệm Phật nè, bây giờ mình chưa thấy gì đâu, nhưng mà thầy bảo đảm của chúng ta đó, sau này nó không có mất đâu. Những cái quả lành đó nó sẽ ban đến, nó sẽ trở lại với mình hết. Hãy chúng ta trồng cái cây gì chúng ta sẽ hưởng cái cây đó thôi, chắc chắn 100% đâu quý đồng đạo. Chúng ta thấy không, cũng có người lâm chung, nhưng mà đến lâm chung cái người có tu tập thì lúc bây giờ đó là chúng ta sẽ hưởng cái quả lành. Hiện tại đó là lúc này chúng ta chết đi, nhưng mà trong cái lúc chết đó thì chúng ta rất là an nhàn, rất là tự tại. Còn có những người gây cái nghiệp ác thì đến lâm chung thì sao quý đồng đạo? Chúng ta thấy là những cái người không tu gây cái nghiệp ác đến cái giờ phút lâm chung thì thầy chúng ta cho biết nè: kẻ phùng mang trợn mắt, người chắc lưỡi nghiến răng, lăn lộn giặt mình, kêu than thảm thiết.
khổ dữ lắm khổ. Còn cái người có tu rồi, trồng cái cây lành rồi, thì đến cái giờ phút lâm chung rất là an nhàn, rất là tự tại. Lúc bấy giờ thì sao? Cái người không tu thì sao với đồng đạo? Quỷ vô thường dắt xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước linh minh, phạt giới thượng hai đường tỏ rõ. Còn cái người chúng ta tu rồi thì sao? Đến cái giờ phút lâm chung, lúc bấy giờ thì sao? Các chư Phật cùng thánh chúng đến rước hồn chúng ta về cái cảnh giới cực lạc. Chúng ta rất là an nhàn, rất là tự tại. Mà Đức Thầy chúng ta từng bảo là ở Tây Phương chư Phật đợi chờ, việc tu thân thiện tính hẳn hào chừng quả đến e cho có chánh. Thầy chúng ta cũng từng bảo như thế nào với đồng đạo? Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông chờ có tánh chủ nhân niệm Phật. Vì vậy mà Đức Thầy chúng ta nói là đến lâm chung quả lành đông á, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Quý đồng đạo thấy mình tu á thì tùy theo cái phẩm, cái công hạnh tu tập mà chúng ta về những cái cảnh giới lành. Nhưng mà ở đây Đức Thầy nói cái người tu theo giáo lý của Đức Thầy thật thật y như vậy rồi đó, thì chắc chắn 100% đến lâm chung là chúng ta sẽ giảng sanh về cái cõi Phật liền ở đó. Vì vậy mà Đức Thầy nói là hỏi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Thưa quý cô bác anh chị em, chúng ta nên nhớ rằng đó, cái cõi Tây Phương là một cái nơi hoàn toàn an vui hạnh phúc. Quý đồng đạo nên nhớ cõi Tây Phương tức là cái cõi Phật, cái cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Ngài có 48 giờ đại nguyện để cứu độ chúng sanh. Hãy ai nghe niệm đến danh hiệu của Ngài thì đến giờ phút lâm chung Ngài sẽ hiện thân đến rước người ấy về cảnh giới cực lạc khổ lành nóng ướt. Vì vậy mà quý đồng đạo biết cái cõi Tây Phương này đó, nó hoàn toàn nó trái nghịch với cái cảnh giới ta bà của chúng ta. Ở ta bà chúng ta nó khổ bao nhiêu á, thì ở cái cõi Tây Phương cái cõi cực lạc nó ăn nó vui sướng bao nhiêu. Quý đồng đạo thấy rằng mình ở trong cái cõi ta bà, sanh ra trong một cái bào thai nhơ nhớt thân thì sao, để ma bệnh theo hờ gắn gót thần thức kia ôm hót bên mình. Khi chúng ta mà mình tu tập theo lời Thầy dạy, đến chừng phút lâm chung đó chúng ta sẽ thần thức nhập hai sen tinh hảo, nên khỏi màn lo nỗi khổ sanh. Rồi chúng ta sẽ đường sanh mạng Phật ta tầm thọ, tánh an nhiên bắt diệt trường tồn. Rồi chúng ta về cái cõi Tây Phương rồi thì sao? Không già không bệnh hết ngày nào lo. Về cái cõi Tây Phương rồi thì chúng ta sẽ chứng vào cái quả vô sanh bất thối. Về đó rồi chúng ta sẽ tiến tu cho đến ngày viên thành Phật quả để trở lại cứu giấc chúng sanh. Mà Đức Thầy đã từng dạy là nếu ai giữ đặn trọn lành trọn sáng thì giờ nó cái cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu giấc chúng sanh. Do đó quý đồng đạo chúng ta nên nhớ là ở đây Đức Thầy nói là cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ, có nghĩa là cái cõi an vui hạnh phúc. Chư Phật lúc nào cũng đang chờ, đang mong ngóng chúng ta để trở về, để đoàn viên xung hiệp nếu chúng ta có tu hành. Thì thưa quý đồng đạo, thôi thì tóm lại với 6 câu giảng mà Đức Thầy đã dạy: mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo con, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Thì theo chúng tôi thiết nghĩ 6 câu giảng này mỹ ý Đức Thầy nhắc nhở chúng ta, Đức Thầy ý đến cho chúng ta biết rằng làm sao cái người tu hành là phải thức tỉnh, phải biết được cái cuộc đời này nó sắp tàn hoại, cái thân của chúng ta đây nó vô thường, nó tạm giả không chi bệnh chắc, để rồi chúng ta cố gắng chúng ta tiến tu với đồng đạo à. Nhất là chúng ta phải làm sao tu hăng, phải sửa mình cho nó trong sạch và đổi nhân sự khéo cho nó tốt đẹp, thì sau này chúng ta sẽ hạnh phúc an vui. Và bên cạnh đó rồi thì Đức Thầy còn nhắc nhở chúng ta đó, nếu chúng ta mà không biết tu hăng thì sau này chúng ta gánh lấy cái hậu quả thê thảm, chừng đó chúng ta có hối hận thì nó cũng không kịp. Và bây giờ muốn tránh khỏi cái sự hối hận đó thì không gì bằng chúng ta cố gắng bước vào cái ngưỡng cửa tu tập. Nhất là chúng ta phải gìn giữ giới luật, chúng ta phải xem kinh đọc sách, thực hành đúng theo lời giáo lý của Đức Thầy. Chúng ta phải cố gắng làm sao đó là ăn chay cúng lại, niệm Phật, làm lành và hoằng truyền cái chánh pháp của Thầy Tổ, để cho mọi người cùng thức tỉnh tu hành của chúng ta. Nếu được như vậy rồi thì chúng ta nhắm mắt chừng nào chúng ta về cái cõi Phật chừng đó, chúng ta hưởng muôn ngàn cái sự an vui hạnh phúc, không còn một cái sự khổ đau. Thưa quý đồng đạo, thì qua lời dạy của Đức Thầy, quý cô bác ơi, 6 câu nhưng mà hết sức là cao siêu màu nhiệm. Cái câu 2 câu đầu tiên là Đức Thầy ý thức cho chúng ta biết rằng cái cuộc đời này là cái sự khổ, tức là quý đồng đạo phải ý thức về cái sự khổ trong cái cuộc đời. Nếu người tu mà không biết được cái sự cái cuộc đời này là khổ đau, là tàn, là hoại, thì quý đồng đạo mình không tu được. Mà Thầy chúng ta đã từng bảo là sông giấy núi trước kia mắt nó, khi chết rồi thấy nó đặng nào, ai biết đường, hãy sớm tẩu đầu, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhổi. Thì đây là cái phần khổ đế, cái đầu tiên cái người tu phải nhận diện được cái phần này. Cũng như ngày xưa mà Thái tử Sĩ Đạt Ta khi mà thành đạo thì lần đầu tiên Ngài đến Dường Lộc Uyển
thiết pháp môn tứ đế, thì trong đó cái khổ đế là cái vấn đề đầu tiên theo quy đồng đạo. Và tiếp đến thì Đức Thầy chúng ta muốn nhắc nhở những cái phương pháp hành đạo. Về vậy đầu tiên chúng ta có nhận diện thức tỉnh cuộc đời, rồi chúng ta có hành đạo thì sau đó chúng ta chắc chắn sẽ chứng đạo. Về vậy kiến đạo, hành đạo và chứng đạo, đây là cái vấn đề tự nhiên. Nếu quy đồng đạo chúng ta có hành đạo, có nhận diện cuộc đời, có hành đạo thì đương nhiên chúng ta sẽ đắc đạo, không khó khăn gì hết. Thưa quý đồng đạo, thì qua lời dạy của Đức Thầy thì mong rằng quý cô bác đồng đạo chúng ta có vững niềm tin nơi giáo lý của Đức Thầy. Bởi Đức Thầy chúng ta là ông Phật, phải hoàn toàn tin tưởng Đức Thầy. Chúng ta cố gắng hành theo thì chúng ta sẽ thành công. Ráng nghe lời dạy của Thầy, để chừng đến việc kiếm Thầy khó ra, Tây phương Thầy lại quá xa, nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Mong rằng quý đồng đạo lúc nào cũng dán cái chữ tử trên đầu á, không biết mình chết chừng nào đây. Cố gắng phải tinh tấn hành đạo, làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch và cố gắng tha thiết niệm Phật ngày đêm. Nếu được như vậy rồi chúng con bảo đảm với cô bác không có lo gì hết trơn, hiện tại an lạc hạnh phúc, dám mắt chừng nào là về Phật chừng đó, không sai với đồng đạo. Thưa quý đồng đạo, thì thôi thì cái đề tài trao đổi đến đây cũng xin tạm khép lại. Thì trước khi rời khỏi diễn đàn thì xét thấy trong quá trình làm nhân sự không sao tránh khỏi những khuyết điểm. Nếu có điều chi chưa thấu lý đạt tình thì mong rằng quý cô bác quý đồng đạo thương tình chỉ dẫn thêm để giúp cho giáo lý viên ngày một hoàn mỹ hơn trên bước đường làm nhiệm vụ của mình. Trước khi rời khỏi nơi đây cũng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho giáo lý viên chúng tôi được trở về đây. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng hộ pháp rất cao của toàn thể quý cô bác quý đồng đạo giúp cho giáo lý viên được phấn khởi để làm tròn bổn phận trong buổi gặp gỡ hôm nay. Trước khi rời khỏi diễn đàn cũng không biết nói sao hơn, xin nguyện cầu với ơn trên Đức Phật Đức Thầy ban bố phước lành cho tất cả quý đồng đạo lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe, trí tuệ sáng suốt, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Chính chúc quý đồng đạo chúng ta thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy, đó là ngỏ lời khuyên nhân lợi khắp gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Chiều qua những gì đã được nghe sự giảng dạy rất sâu sắc và nhiệt tâm của giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê. Xin cho chị cảm ơn ba đứa ạ.